Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 10 tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Y tế đã tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 4 đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Sự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Cửu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Tùng Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ vinh dự và trách nhiệm trong công tác bảo vệ và chăm sóc nhân dân. Đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Y tế đối với ngành y tế tỉnh Hòa Bình trong những năm vừa qua và mong rằng trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tỉnh Hòa Bình để công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình ngày một tốt hơn.